Nu này, tôi cá là hôm nay ông mặc quần xịt màu hồng, nếu sai thì ông là con chó. Ông được lắm, sáng sớm dám vào phòng tôi rình mò à? Biến thái vừa thôi nha. Sao tôi phải làm thế nhỉ? Quần ông đã kéo khóa đâu, thò hết ra ngoài rồi kìa. Bác sĩ, xin hãy giúp tôi. Gần đây tôi cứ nghĩ mình là một con chó, thật điên rồ, nhưng tôi không biết làm thế nào cả. Ồ, không sao đâu, đó là một chứng hoang tưởng khá phổ biến. Ông cứ ngồi lên ghế và ăn chút bánh đi. Sao thế được? Sao tôi có thể ngồi lên ghế và ăn bánh chứ? Chỗ của tôi là trên sàn nhà, và tôi chỉ thích gặm xương thôi. Tôi buồn quá chị ạ. Nhà tôi có 4 đứa con gái lớn hết cả rồi mà mới chỉ có một đứa lấy chồng thôi. Thế đã ăn thua gì, tôi còn buồn hơn bà nhiều. Nhà tôi có mỗi một đứa con gái mà giờ đã lấy tới thằng rể thứ 5 rồi. Tối hôm qua mày đến nhà người yêu chơi vui vẻ chứ? Có chứ. Tao đứng dưới cửa sổ nhà em ấy và hát. Em ấy còn ném một cành hoa xuống tặng tao nữa. Ờ, lãng mạn quá nhỉ. Mà sao mặt mũi mày lại sứt sẹo thế kia? Ờ thì tại lúc ném hoa, em ấy quên rút cành hoa ra khỏi cái lọ ấy mà. Ai đây? Mở cửa ra, cảnh sát đây. Nhà không có ai cả. Vậy ai đang nói đây? Các anh nghe nhầm đấy. Thế sao đèn lại sáng? Tôi tắt đèn ngay bây giờ đây. Ờ, vậy chúng tôi đi đây. Bye bye. Một lần nọ, không may Sanji bị đắm tàu và một mình trôi dạt vào một hoang đảo. Buồn chán, tuyệt vọng, anh ta vô cùng cô đơn. May thay, một thời gian sau lại có một cô gái xinh đẹp bốc lửa cũng bị dạt vào hoang đảo đấy. Sanji mừng lắm. Này cô gái đẹp ơi, sau khi đắm tàu, cô còn giữ được gì không? Tôi chẳng giữ lại được gì nữa cả, ngoại trừ một thứ mà đàn ông các anh vô cùng thích thôi. Hả? Cô có bia à? Đâu? 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 Anh hãy chọn đi, giữa em và bia, anh chọn ai? Bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi, người ấy và chính tôi trong cuộc tình chúng ta, em phải nhận ra một người thôi. Vậy thì hãy để cho tôi yên. Em cho nghĩ ở bên người ấy em sẽ không buồn đau, ở bên cạnh tôi em sẽ không được gì, vì tôi chỉ có em, tôi không là giấc mơ. Thank you.